vì gần 20 người chết tạm hoãn lễ hội Mù Căng Chải 2012. Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch giành thắng ruộng bậc thang Mù Căng Chải 2012, thường được gọi là lễ hội ruộng bậc thang, sẽ bị tạm hoãn tổ chức do thảm họa đất đá vùi chết gần 20 người ở địa bàn La Phán tỉnh hôm 7 tháng 9. Thông tin này đã được ông Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đưa ra trong cuộc gặp gỡ báo chí tại Ủy ban Nhân dân xã La Phán tỉnh, huyện Mù Căng Chải vào cuối buổi chiều hôm 8 tháng 9. Theo kế hoạch đã chính thức công bố trên các phương tiện truyền thông đại chúng, thì lễ hội ruộng bậc thang Mù Căng Chải 2012 sẽ được tổ chức vào ngày 14 tháng 9, trong khi đến hết ngày 8 tháng 9, các lễ tang vẫn diễn ra thảm thiết và còn một nạn nhân vẫn bị mất tích. Hàng trăm người đã đêm ngày tìm kiếm ngay ở trong rừng sâu xã La Phán tỉnh. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, thì có thể lễ hội sẽ được tổ chức vào tháng 10 năm 2012.